Trước tình trạng nhiều cây cầu do sử dụng đã lâu hiện đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, huyện Kim Sơn và các ngành chức năng đang có nhiều giải pháp khắc phục, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, đáp ứng mong mỏi của cử tri trên địa bàn. Cầu cũ, hỏng, không có lan can. Cầu quá cao, độ dốc lớn. Thậm chí có cây cầu tải trọng yếu đến mức phải lắp biển cấm ô tô qua lại. Đó là thực tế đang diễn ra tại một số xã của huyện Kim Sơn. Đi qua cầu này già rồi, nọ ngã đấy này. Khó khăn gì đâu, nọ ngã này. Cũng mong là sớm là xây dựng và đạt cái tiến độ nhanh nhất để thuận tiện nhất cho bà con đi lại, đảm bảo cái giao thông và trật tự an toàn. Trước tình trạng trên, Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn đã tiến hành khảo sát, thống kê, lập danh sách hơn 20 cây cầu cũ hỏng cần được sửa chữa hoặc xây mới. Theo đó, trong giai đoạn 2020-2022, huyện sẽ bố trí hơn 42 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để xây 3 cây cầu mới thuộc thẩm quyền quản lý của huyện. Trong đó, cầu Đồng Đắc, xã Đồng Hướng đang được thi công với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào trước Tết âm lịch Tân Sửu 2021. Hai công trình còn lại là cầu Duy Hòa, xã Ân Hòa và cầu xóm 9, xã Lai Thành đã được phê duyệt đầu tư và triển khai thi công trong năm 2021. Trước mắt là ba cái cầu này là hết sức là cấp thiết và cái đảm bảo an toàn giao thông là không phục vụ được cho cái việc lưu thông của và nhất là an toàn giao thông. Cho nên là trước mắt thì chúng tôi tập trung trên cái khả năng cân đối nguồn vốn của địa phương để ưu tiên đầu tư ba cái cầu này trước. Và sau đó sẽ dành cái nguồn lực của địa phương cũng như cái hỗ trợ của cấp trên để tiếp tục đầu tư các cái công trình tiếp theo. Đối với những cây cầu còn lại do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ Giao thông Vận tải quản lý, Ủy ban nhân dân huyện đã có kiến nghị lên cấp trên để tiến hành sửa chữa, xây mới trong giai đoạn tiếp theo. Đơn cử như việc xây mới cây cầu Kiến Trung, xã Kim Chính. Dự án xây dựng cầu Kiến Trung thì được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cũng rất tập trung, quyết liệt chỉ đạo thực hiện đầy đủ các cái quy trình thực hiện theo quy định hiện hành như xin ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thỏa thuận quy mô giải pháp thiết kế đối với tổng cục đường bộ và cố gắng trong quý 1 năm 2021 sẽ khởi công xây dựng cầu. Việc đầu tư xây mới các cây cầu không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân được thông thoáng, thuận tiện mà còn góp phần tạo các đầu mối liên kết vùng, tiến tới hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Kim Sơn.